lại là mình đây, là Núp đây. Thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Blog Mango. Nhớ rằng là chuyến Blog Mango follow Núp team nha. Đó thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở trong một cái tựa game rất là mới ở trong Blog Mango bạn ơi. Tựa game có tên đó là Bird Mango. Đấy, nghe thôi thú vị đúng không? Đại khái là chúng ta sẽ vào đây để huấn luyện chim các bạn ơi. Này, các bạn đừng có nghĩ bậy nha. Các bạn đang nghĩ bậy đúng không? Không, các bạn ơi, vào đây để huấn luyện chim, những cái con chim bay bay các bạn. Bay được nhá. Thôi nó không nghĩ tào lao nha. Trời ơi, cái gì đây? Vừa vào màn hình chờ cái gì đây? Chờ chơi chim à? À, cái này chắc là chờ mình vào huấn luyện chim các bạn ơi. Phải chứ, ghi là chờ huấn luyện chim phải hợp lý hơn không? Rồi ơi, tự nha. Để mình chỉnh cái webcam đây tí nữa cho bạn xem rõ con chim ạ. Xem rõ con chim bay bay. Sợ hiểu lầm các bạn, sợ hiểu lầm là ở đây. Chỉnh cái webcam. Ui trời ơi, cái gì đây? Ui trời ơi, vừa vào đã cả đống chim à. Ơ, sao lại có chim gì ti game minh là thế nào nhỉ? Đúng. Chết dở tôi lại. Chim ti game minh. Trời ơi. Đấy các bạn thấy không? Vừa vào thôi rất là nhiều chim YouTuber. Chim YouTuber này. Úi giời ơi, úi giời, sao lại mèo Simi lại có cần nuôi chim à? Chắc là thú nuôi chim các bạn. Úi giời ơi, bên này có gì đây? Ôi giời ơi, lại còn cái gì đây? Không giòn đâu. Chết dở rồi. Bác dâu trắng với cả ông dâu đen thế này lại có cả chim nuôi chim trong này nữa gì? Ảo thật đấy. Trời ơi. Này, bên này thì có. Úi giời. Cái gì đây? Phải con tôi đấm cho mấy nhát à? Úi giời. Lắm con chim quá ta. Ui. Có cả sợt. Có cả chim của cái gì kia xoay ca. Ôi giời ơi, thôi nhiều chim quá. Ok rồi, tôi gọi là tôi quyết định rồi. Sau một hồi tôi lựa chọn chim thì tôi nghĩ rằng là nên chọn con chim đầu tiên, con chim đẹp trai nhất mà gọi là có vẻ là rất là baby cute đây. Trời, chim ti game mình. Các bạn muốn sở hữu những con chim xịn thì nhớ vào đây. Ui giời, cái gì đây? À, nhiệm vụ của mình à, vào đây để gọi là vượt chướng ngại vật các bạn. Đúng rồi đấy, luyện chim là như thế này các bạn. Thả nó vừa lấy ai nghĩ linh tinh rồi thôi, nó hỏng. Ui, nhiệm vụ mình đã dễ né qua mấy cái gọi là máy tính à. Ui giời ơi, sao mà game này tôi nói thật chứ tôi nhắm hai mắt còn chơi được. Chỉ sợ nó không ấn được đúng rồi chứ còn nhắm một mắt thì nó lại lại lạc thế nhở. Thả chứ dạo này mạng miếc đóng tiền mạng lạc quá các bạn ơi. Mình xem bảng xếp hạng nào. Ui giời ơi, ui top đầu tiên là đâu đó khoảng 200 điểm đúng không? 200 điểm à. Ờ, dưới kia là 151, chắc là webcam mình che rồi. Ờ, dưới nữa là 148 à. Ôi giời ơi, sao lại có cả Hiền Rin ở đây là 105 này, nghe quen thế nhỉ? Ủa ơi. Trời ơi, sao các bạn sao không có ai chơi chim của mình? Chim hot nhất là chim của mèo à? Ủa ơi, mèo Simi, chim mèo Simi xếp thứ tư này. Ôi sao không có chim của Ti Kinh Minh ở đây? Yêu cầu tất cả các viewer nhé. Các gọi là fan gọi là chân chính của Núp nhá, Ti Kinh Minh nhá, yêu cầu vào ngay game Bird Mango chơi ngay, huấn luyện chim của Ti Kinh Minh lên top đầu ngay, khẩn trương lên. Trời ơi, sao để chim của Ti Kinh Minh không có top lần này, cay thế nhở? Chứ tôi không tin được, để tôi huấn luyện con chim này trở nên khỏe mạnh hơn. Chứ nói chung là nghe đâu ra là giới thiệu, ui giời, có phòng live stream này là mình sẽ gọi là phải huấn luyện đi qua những cái gọi là chướng ngại vật. Nghe đồn là có nhiều thử thách lắm. Trời ơi, nghe đồn là có nhiều cái thứ thú vị lắm. Đây, tôi sẽ cố gắng là hết. Tập trung cao độ, tập trung. Úi sợ ơi. Chơi này cay lắm các bạn ạ. À. Nói chung đang chơi mà nó gọi là bị ngoéo là nó cay lắm bạn ơi. Nghe đồn là top là đâu đó khoảng 100 điểm đúng không? Ok các bạn, ngày hôm nay anh Núp phá đảo cho. Trời ơi, găm 30 game này. Phá đảo cho chưa gì đã 10 điểm rồi. Ấy à, mất mạng làm sao có thể chơi được game ra, sao lại có vượt chướng ngại vật có mất mạng này. Ấy. Ui giời. Đi đi rồi chứ. Kích hơi lố. Ui giời ơi, cái này kích cẩn thận nha, cái này. Kích cẩn thận nha, cẩn thận vỡ màn hình đấy các bạn ơi. Tôi là tôi dùng chuột thôi nhưng mà các bạn là ấn vào màn hình ấn cẩn thận nha. Ủa cái gì đây? Cái này chướng ngại vật gì đây? Mì à? Ok. Ôi chưa mãi mới được 15 điểm à. Ui. À, cửa hàng đồ ăn các bạn, xôi xéo với trà đá này, Núp có hay đi trà đá đâu mà cho vượt chướng ngại vật trà đá. Đây. Bún chả à. Ui giời ơi, thằng này chứ xôi xéo này, bánh cuốn này, phở này, đói thế nhở. Em chả lẽ đây bỏ quay clip đi ăn bây giờ. Ui. 21 điểm luôn. Ui giời ơi, cái đà này tôi nói thật chứ tôi 2000 điểm cũng nên. Ôi ơi, nhớ chưa? Ôi. Cái gì đây? Sao lại mặt tôi lại hiện lên cái đeo kính thùng lai này? Ôi. Chết giá rồi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Đá nó sượt qua nách các bạn ơi, mất một trái tim rồi.
Ôi giời, hết hồn các bạn, may là không quéo đấy. Ok, hóa ra là chúng ta có 3 trái tim. Đấy, đó là chúng ta chỉ cần bị sườn một cái thôi, kiểu như là rơi một sợi lông chim thôi là chúng ta vẫn còn 2 sợi còn lại. Đúng, đúng. Rồi, hiểu vấn đề liền. Chứ còn nếu chúng ta đâm vào bức tường thì là còn cái nền. Úi giời ơi, cái này nó nắm. Cái này nha, tôi bảo các bạn đây, các bạn nắm rõ quy luật của cái chướng ngại vật. Khóa cái gì luôn chứ các bạn biết rồi đấy. Tôi là game thủ, là game cái gì nhỉ? Kỹ năng, kênh kỹ năng, không phải kênh tấu hài. Nhiều ông bảo kênh, nhiều bạn bảo kênh tôi kênh tấu hài. Không nhá, kênh tấu hài sang xem kênh của Vanh, không kênh của Khang. Kênh của T-Gaming là kênh kỹ năng. À, nó bị biển. Kênh của T-Gaming là kênh kỹ năng. Cái gì? Sắp được top rồi. Còn một tí nữa thôi ạ. À, thực ra là top, là top 10 90 điểm nhỉ. Còn 50% nữa. Cay thật sự các bạn. Tôi chơi con chim khác đi. Rồi, huấn luyện chim của bác dâu trắng đúng không? Đó xem nào. Đây. Ui, nhìn mặt bác. Nhìn mặt bác giống kiểu cái máy hút bụi đây. À, chứ không giòn đâu này, thà nó không giòn đâu. Phiên bản gọi là Block Mango nhìn tếu là sự bạn, nhìn vui mà nhờ. Ok. Rồi, không giòn đâu. Chắc chắn là không giòn đâu. Ôi giời, cái này mà cho thêm cái âm thanh gọi là vừa chướng ngại vật, vừa kêu không giòn đâu, nó phải... Chắc là không giòn đâu. Nó phải mưa đâu. Còn tắt giật kề mà kêu không giòn. Đâu, xem là thêm nữa là chim của mèo Jimmy nào. Nghe nó hơi gọi là sai sai nhưng mà xem nó có khác gì chim của tôi. Lại này. Uầy, chim của mèo Simi này, chim gì nó lại giống cánh con butterfly thế nhở? Butterfly các bạn biết, nói ra nó hơi nhạy cảm nhưng mà các bạn lên Google dịch con butterfly ấy các bạn. Thực ra cái game này nắm được cái quy luật thì chúng ta chơi nó đơn giản lắm. Ôi giời, đấy. Thế nào, uầy, xoay ca đi. Ok, chim của xoay ca đây bạn đây. Ok, xem chim của xoay ca xem như thế nào bạn. Ui, chim của anh da đen này. Cái chim anh da đen đi cho nhìn nó tấu hài các bạn. Mặt đen. Mà anh này rất tấu hài nha. Mà TikTok khơi bị xịn đấy, TikTok cool đấy. Ôi giời. Ok. Và chụp quay toàn chim của người nổi tiếng các bạn. Mỗi lần con ui, ui. Mỗi lần nhắc đến thả nó tôi cứ nghĩ các bạn nghĩ tào lao thôi, không nói thế nào ra. Con chim ấy, đại khái nó là con chim chứ không phải là chim như các bạn nghĩ. Con này con chim các bạn. Thôi tập trung chơi đi. Để không giải thích gì nhiều, để tôi huấn luyện cái con chim của anh da đen này nó trở nên gọi là đẳng cấp số 1 Việt Nam. À không, cái này là anh này ở quốc tế, anh này ở nước nào nhỉ? À, chắc là anh này chắc là ở bên nước ngoài, tôi gọi bên nước ngoài là dễ. Đây. Do hải ơi, không biết là sắp tới là có cập nhật cái tính năng gì nữa không, nhưng tôi thấy là ủa, chơi game nó dễ quá. À thế à? Sao này, đối với mình 50 điểm nó là easy các bạn. Nhưng mà này, sắp vượt ra này. Nãy giờ không được điểm là thế nào nhỉ? Này, admin ơi, admin, nếu mà anh có đang xem cái gọi là em video em chơi là yêu cầu anh nhá, đi qua những cái block này được điểm, nhưng mà đi qua mấy cái chướng ngại vật đằng ngoài không được điểm, thế nào anh thiên vị thế nhở? Em mất công luyện chim nãy giờ chứ có phải không luyện đâu. Ôi giời. Ok, chỗ này nó theo quy luật rồi. Chúng ta cứ bay lên cao xong rồi lại hạ xuống thấp này. Đấy, hướng dẫn các bạn luôn, bay lên cao hạ xuống thấp này, thả ra không ấn gì này. Lại thả ra đấy, thấy không? Nó theo quy luật rồi. Nói chung là nó theo quy luật rồi, các bạn chơi huấn luyện nhiều mà. Cái này là khi bạn trở nên là một lão làng luyện chim rồi thì các bạn, mình nghĩ rằng là không có vấn đề gì về gọi trở ngại đâu. Đấy, bây giờ ngày hôm nay là hướng dẫn nhá. Noob hướng dẫn các bạn luyện thành một con chim gọi là đẳng cấp số 1 thế giới luôn. Tầm này phải đi đấy, thế giới luôn. Đấy, thấy không? Nó theo nguyên lý thôi. Thực ra nói tâm sự, bạn vừa chơi huấn luyện chim vừa tâm sự thì thực ra cái này cái game này mình đã gọi là sao ta? Ngoài admin nhăn cuồng đấy, bạn admin nói hết về cái thủ thuật chơi thôi. Được. Hào án. Nãy giờ trả vờ thôi. Bây giờ giả vờ để cho các bạn không lộ thôi. Bây giờ nó mới bắt đầu này. Editor đoạn này cắt đi là được. Ok. Đó. Này, thấy không? Trời ơi, úi giời ơi. Này, thấy không? Này, đến đoạn sư tử đúng không? À, chứ, ấy. Úi giời, sư tử tí cắn bắt đầu rồi. Ôi giời. Giả vờ.
vờ đấy, giả vờ cả đấy các bạn ơi. Sao này, ui, chỗ này nó hơi ảo giác kìa. À, chỗ này nhìn nó hơi ảo giác nha. Ui, 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 mày điểm ngay. Tôi bảo rồi, hôm nay không có top 1, không có nuôi chim nữa. Bây giờ top 1 thì mày, ui giời ơi. Rồi, à, chết dở, chim sợ máy bay các bạn ơi. Mượt, 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 nói chung là mượt. Ơ kìa, tại sao lúc đấy ấn mà tại luôn chứ chim hết xăng. Chim hết xăng các bạn, cày thế nhở. Chim loại này là hết xăng là cái chắc này. Chim này chim chạy bằng xăng rồi, lúc đấy rõ ràng ấn liên tục mà. Cay thật các bạn ạ. Tí nữa rồi chứ một tí nữa thôi. Cày thế nhở. Không phục tí nào các bạn đây. Thôi chắc là hôm nay thế thôi. Mà hôm nay chơi thế, chơi game thế đủ rồi. Chơi game thế đủ rồi. Nãy giờ luyện cắt quá trời con chim rồi. Mà không biết có nên đăng cái clip này không. Luyện chim nãy giờ mà có định chết giờ thoát luôn game. Cày quá mà. Rồi chắc là vẫn đăng clip rồi. Nhưng không sao các bạn ơi. Mình chờ game update. Thực ra là mình để có lý do để chờ game update mới mà đấy. Ok thì có lẽ rằng là cái mini game cũng như là cái game Birdman Go ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Ngày hôm nay là chúng ta đã trải nghiệm những cái con chim bá đạo gọi là VIP siêu VIP Pro ở trong Birdman Go rồi. Đấy các bạn muốn trải nghiệm game cũng như là muốn huấn luyện chim Tigerman. Nhớ vào đây để huấn luyện chim Tigerman cho lên top nha. Chưa gì là để chim của mèo Simmy lên top là lúc hơi buồn đấy. Thấy không? Cộng đồng anh em đông đảo đâu vào luyện chim đi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.